Hiện vài đội bóng Tây Ban Nha đang để mắt đến Luis Diaz, lãnh đạo Liverpool sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị chuyển nhượng do họ đang sở hữu nhiều phương án tấn công. Ưu tiên hàng đầu của người kế nhiệm Jurgen Klopp là ký hợp đồng mới với bộ ba cầu thủ chủ chốt là Salah, Alexander-Arnold và Virgil van Dijk. Việc Salah đi hay ở sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tiền vệ cánh Colombia, người chuyển đến sân Anfield từ Porto đầu năm 2022 với giá là 37 triệu bảng. Giai đoạn đầu mùa, phong độ Luis Diaz thiếu ổn định, một phần do tâm lý tác động vì cha mẹ bị bắt cóc ở quê nhà. Những thời gian gần đây, Diaz chơi cực cháy bên hành lang trái. Không chỉ ghi bàn và kiến tạo, ngôi sao người Colombia còn được đánh giá cao ở khoản đột phá, quấy rối hàng thủ đối phương. Thiago Alcantara và Joao Matip cũng là hai cái tên sẽ nói lời chia tay sân Anfield khi giao kèo hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Các ông lớn ở Saudi Pro League rất muốn chiêu mộ Salah. Trong khi Van Dijk từng bày tỏ sự hoài nghi về tương lai lúc Jurgen Klopp thông báo rời Liverpool cuối tuần này. Lãnh đạo The Kop hiểu rằng họ chỉ có thể thương lượng với các ngôi sao trong đội hình khi bổ nhiệm giám đốc thể thao và huấn luyện viên mới thay Klopp. Dự kiến trong 2 tuần tới, danh tính tân giám đốc thể thao Liverpool sẽ được công bố, tiếp đó là quá trình tìm kiếm thuyền trưởng cho đội chủ sân Anfield. Một vài ứng viên đang nằm trong tầm ngắm Liverpool như Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Roberto De Rebi hay Ruben Amorim.